Đấy nhá, giờ mình ở đây là giám sát mọi người nhá, giám sát anh. Ô thế anh buồn cười nhỉ? Ai cho anh quyền giám sát? Anh làm gì tôi đây? Nhưng mà ai cho anh làm gì tôi đây? Tôi chưa giám sát, tôi được quyền giám sát. Ai có quyền giám sát tôi? Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Hiến pháp Đức Việt Nam Cộng hòa xã hội. Đâu anh cho tôi xem hiến pháp cấm tôi. Như ta, chúng tôi đang làm nhiệm vụ, anh đứng đây cản trở tôi đấy. Tôi không cản trở. Anh đỗ cản trở xe của tôi, ta kiểm tra đây. Tôi đỗ này, ông ra lập biên bản đi. Tôi không lập biên bản. Nào, lập biên bản đi. Tôi đỗ gọn vào lề đường để tôi đỗ gọn đây, tôi ra tôi làm. Tôi đứng đây để cả ngày được. Tôi sẽ đứng đây cả ngày nữa ông xem. Tôi đỗ gọn vào lề đường nữa ông. Đây nhá, mình hiện tại là mình xin thông báo mọi người là mình ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Hiện tại là mình có sang bên Yên Phong thì vừa rồi là ngày 12 tháng 10 là có cái nghị quyết mới 128 của chính phủ là không yêu cầu người dân test, thì mình đang hiện tại là đang ở chỗ chốt này là chốt cầu Mai Đình Hiệp Hòa. Thì tại đây là mọi người ông này, công an viên này là không cho mình về. Không cho mình về vì là xe mình thì xe cá nhân chứ không phải là xe công ty, không tiếc gì không phải là ở vùng dịch về. Đấy, trong khi đó là ông ấy bắt mình là quay đầu. Mình không biết điên nào giờ. Không biết điên nào giờ. Và trong khi đó là xe máy đấy, xe bỏ 30 kìa. Đấy, biển 30 đi qua kìa. Từ Hà Nội về đấy. Đây xe máy này, xe cá nhân về này, không yêu cầu giấy test. Đấy, không kiểm tra mà kiểm tra mình. Kiểm tra mình mà không cho mình về mà mình ngay xã đây. Có phải là đang hạn chế quyền đi lại và đang lạm quyền không? Đúng không? Ông gọi đây, gọi hết ra đây. Làm gì tôi đứng đây tôi giám sát đây, chả có ra sao cả. Đây ông công an xã đây nãy về hùng hổ sấn vào này. Sấn vào định ấy mình ơi. Mình không có gì mà cản trở cả, mình chỉ đứng đây là theo cái quyền công dân của mình. Đây mình xem cái giám sát là cách làm việc của các ông ấy như nào. Và xe máy là xe cá nhân họ đi lại ấy. Họ đi lại rất bình thường. Đấy, này chạy đây xe máy chạy qua không kiểm tra một xe nào. Xe máy chạy qua không kiểm tra một xe nào. Không kiểm tra giấy phép một xe nào. Rất vô lý. Theo mình là xe cá nhân. Đấy nha, lại rất nhiều xe máy đi qua đây. Đây, đây, xe máy đây. Đấy. Không kiểm tra đâu. Xe máy không kiểm tra nhá mọi người nhá. Rồi. Định ăn mình, xong vào định ăn mình. Ghê thật. Công an xã ghê. Chẳng biết công an xã, công an huyện. Đây, mình đứng đây mình xem. Xe máy đây, xe máy đây đi qua này. Đấy, xe máy đi qua. Mọi người để ý nhá, xe máy đi qua. Và không kiểm tra giấy phép, và xe mình là xe cá nhân. Xe gia đình, mình đi công việc chẳng hạn, đi sang bên Yên Phong này về. Đây là hướng đi Bắc Linh, Yên Phong xuống. Đấy, đây là đi về Hiệp Hòa. Mình đứng đây xem một lúc nữa thôi. Sau tí nữa xem nào nữa, cả thích cả buổi ở đây. Giám sát cho xem. Chốt. Mấy ông này lạm quyền quá. Đây nha, xe máy này. Đấy, bắt đầu lại chặn kiểm tra. Ê, không hiểu tại sao, lúc về không kiểm tra, lúc kiểm tra. Thích thì kiểm tra đúng không? Đấy, cho đi. Thấy không? Cho đi. Mà trong cái đó là không có cái giấy tờ gì. Mình thì giấy tờ tùy thân đầy đủ.
giấy tờ tùy thân đầy đủ nhá. Đây, đây xe máy tiếp này, đây mọi người này xem này, xe máy này. Đó. Đó. Kiểm tra đâu. Đấy. Rồi, đây xe máy nữa, kiểm tra đâu. Đấy, rất nhiều. Đây. Xe máy vào vào huyện rất nhiều. Mà xem không biết là kiểm tra kiểu này là kiểm tra kiểu gì. Không biết là chủ tịch tỉnh và là chủ tịch huyện có xem được cái clip này không nhỉ? Để xem là mấy ông này làm ăn cái kiểu gì. Bực mình thật. Em ở nhà ngay đây. Kiểm tra xe máy thì bỏ lọt hết, đi qua hết. Đấy. Để xem một lúc nữa. Xe máy đi lên này, xe máy này, xe máy đây. Đó, đi qua có kiểm tra đâu. Đây xe máy nha mọi người nhá, lại tiếp xe máy đi qua không kiểm tra, thích thì kiểm tra, thích thì dừng thôi. Đấy. Xe máy này. Kiểm tra đâu. Đấy. Không biết là lập ra để làm cái gì. Đây, đây đi qua rất đông xe máy. Đó. Không biết là thằng cán bộ này nó có tên ở đây. À. Xe máy đi qua này. À. Không kiểm tra luôn. Rất vui. Lạm quyền. Lại gọi xã hội đen ra đây. Đang gọi thằng nào ra đây. Này. Ồn ào thế gì. Đang hạn chế quyền đi lại của mình theo nghị quyết 128 của chính phủ đã ban hành. Thích chơi chơi đấy. Đây nhá. Này. Hôm nay về cho cái lên báo cáo. Này xe máy này. Đấy. Xe máy đi qua. Thích thì kiểm tra. Thích thì cho đi. Láo thật, xe máy thì cho đi qua vào nhà em ngay đây. Mẹ bố láo. Làm ăn cái kiểu này chết mẹ nó. Đấy xe máy nọt đây, đây. Xe máy không kiểm tra một cái xe nào. Mẹ nhung nhằng. Bố láo thật. Đó thăng tiến được rồi. Thịt mẹ. Cày. Để xem thiếu úy này làm việc anh em ạ. Thiếu úy.
xe máy đi qua là lọt rất nhiều. Đây là tổ chốt Covid. Này, xe máy này. Cứ đi đây, xe máy kiểm tra đâu, từ nãy giờ kiểm tra đâu mà. Tôi không nói, tôi thấy từ nãy giờ là xe máy nó. Tôi đang làm nhiệm vụ, anh nói ai cũng đi máy rồi. Tôi thấy ông không kiểm tra. Nào ông đẩy tôi cái gì? Khu vực ông tránh sao ra ông. Khu vực chúng tôi kiểm tra. Ông tránh sao ra. Ông có giấy xét nghiệm chưa? Ông phải đứng gần tôi. Ông hỏi tôi phải hỏi ông, có giấy xét nghiệm chưa? Tôi phải thế ta kiểm tra không? Anh cái điểm này nhá, anh quay thì anh cái điểm này. Rồi. Quay thì anh chú ý nhá, anh quay phải chịu trách nhiệm về. Tôi quay rồi chịu trách nhiệm. Nghe em nói này, anh quay. Tôi quay phải chịu trách nhiệm. Tất cả các trách nhiệm về hành vi. Được rồi, tôi chịu trách nhiệm, tôi thừa trách nhiệm. Đi đeo. Ừ. Thế chẳng em. Hình ảnh của ông đang thi hành nhiệm vụ. Tôi. Ông thích ông kiện tôi đi. Nhớ đấy. Rồi, ông đang thi hành, ông đang thực thi nhiệm vụ. Rồi, được chưa? Ông giỏi tôi cho ông kiện luôn đi. Làm gì? Nhanh rất chậm. Xe máy à? Đấy, chạy lung tung cả. Ăn lương ăn thuế của dân này đâu, phục vụ và làm việc ở này thì chết. Người ta đi xe máy về còn khóc cả. Này, ăn lương ăn thuế của dân xe máy đi qua này, này. Rồi, đấy, rồi. Kiểm tra đâu? Rồi. Không kiểm tra. Đây vậy. Đấy. Thiếu ý, oai, rất oai. Đấy, xe máy. Đúng là thích dừng ai thì dừng, thích kiểm tra ai thì kiểm tra. Thích cho ai qua thì cho, đúng không? Dịch bệnh khó khăn. Đấy, đây này. Xe máy đi qua rất nhiều nhá mọi người nhá. Chơi thôi. Em không được về à? Em bỏ xe đây à? Ôn láo thật. Chơi thế thôi mọi người, về làm cái đơn thôi, cái này đủ căn cứ rồi. Mình về để làm cái đơn.
vô láo, mẹ mất dậy. Đấy nhá, đấy xe không kiểm tra là cho đi luôn. Này là thiếu ý nhá, về là chuẩn bị đơn tố cáo nhá. Cho đơn tố cáo hoan hô đi. Điệp mẹ hoan hô à. Mà con ạ. Nó vỗ tay. Thấy mình quay đầu là vỗ tay. Thấy mình quay đầu là vỗ tay luôn. Vỗ thằng chó chết. Mình đi là vỗ tay. Sướng là sướng là vỗ tay. Xem là cái tên nó là gì để sau tí nữa mình nêu lại cái tên nó, cái quên không đọc tên. Xông ra cả định ăn mình. Ôi giời ơi. Tắt nha, kết thúc ở đây nha.